Rồi, xin chào các anh em fan media nha. Hôm nay đến kênh của Sơn Bài Vlog. Hôm nay tiếp tục giao đấu kèo 100, 150 với ông bạn nha. Kèo khá là hấp dẫn thì anh em theo dõi trận đấu nha. Rồi, cập nhật cái bảng điểm ở bên góc trái màn hình nha. Thì anh em xem cái video thấy hay cho mình xin lượt like, lượt chia sẻ và lượt để lại lời bình luận nha. Rồi, rồi mình xin cảm ơn các em rất nhiều. Yeah.
53. Thank you.
mày.
25 còn 35
Dạ. Dạ. Cái đó thì giật lại nó đụng co. Là đủ nhá. 13 là 13 là 96. 96. Cái này ăn vô tầm cái này vô là luôn. Giật cái cơ lại nó bị đủ là chụp bi luôn. Chụp hai cái, không xào cái đó đủ rồi. Một con bóp biển là nó đủ rồi. Cơ hội cuối cùng đúng rồi. Thank you.
15 còn 4 luôn. Còn còn 4 điểm con đi chợ. Thank you.